Cựu chơi đời trẻ nhất phố Won từng thấy không bao giờ kiếm dưới 2,8 tỷ đồng, tuổi 28 thu nhập gấp 5 lần. Bí quyết là biết nhìn về phía trước, tiết kiệm 85% thu nhập mỗi tháng. Một trong những bí quyết thành công của triệu phú trẻ là không chi tiêu quá 15% thu nhập. Khi Lozenzi mừng giới thiệu bản thân với người khác, cô thường nói rằng mình làm việc trong lĩnh vực tài chính. Nhưng thực tế, cô gái 28 tuổi này là một tác giả, nhà sản xuất, người dẫn chương trình podcast và truyền hình. Nhà đầu tư thiên thần và thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty tài chính nghe có vẻ quá nhiều công việc đặt lên vai một người, nhưng Simon vốn đã quen với việc làm chủ sự nghiệp của chính mình. Cô đã nhiều lần làm nên lịch sử. Năm 2017, ở tuổi 22, Simon trở thành nữ trader toàn thời gian trẻ nhất ở phố Wall và là nữ trader người Mỹ gốc Phi thứ hai trong lịch sử 229 năm của sàn giao dịch chứng khoán NYSE. Nhưng khi ở sàn giao dịch chứng khoán ni Job, Simon biết rằng cô chỉ được trả 12.000 USD trong khi các đồng nghiệp nam với cùng công việc và bằng cấp kiếm được tới 120.000 USD kể từ lúc đó. Cô ấy đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ kiếm dưới 120.000 USD mỗi năm. Simon rời sàn giao dịch vào năm 2018 và tự thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn để quản lý tất cả các dự án của mình. Trong vài năm gần đây, cô đã ký được các hợp đồng mua sách, phim, chương trình truyền hình và hai podcast Nguồn thu nhập ổn định nhất của cô đến từ các buổi nói chuyện, trung bình Simon tham gia hai lần mỗi tháng và cô có thể kiếm được tới hàng trăm nghìn USD từ các giao dịch thương hiệu. Với Simon, không có ngày làm việc nào là giống nhau. Cô thường làm việc trong nhiều giờ, làm việc vào cuối tuần, tham gia các cuộc họp lúc 3 giờ sáng hay 11 giờ đêm. Vì khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới, năm 2021, Simon chuyển đến LA và kiếm được 650.000 USD vào năm 2022. Cô tiếp đà thắng lợi để kiếm 1 triệu USD. Siêu tiết kiệm Simon lớn lên ở Mediator, Georgia, cùng mẹ, anh trai sinh đôi và em gái. Simon tin rằng chính thói quen lập ngân sách nghiêm ngặt của mẹ đã ảnh hưởng tới cách mà cô tiết kiệm tới 85% thu nhập của mình. Điều mà cô bắt đầu thực hiện ngay từ khi mới chỉ kiếm được 12.000 USD ở New Job. Số tiền còn lại là vừa đủ để trả tiền đi lại khi Simon sống với gia đình ở vùng New Jersey gần đó. Ngoài ra cô cũng không tiêu tiền vào việc đi chơi. Simon thừa nhận chiến lược tiết kiệm nêu trên không phải là cách truyền thống nhất, nhưng nó hiệu quả với cô. Cô gửi tất cả số tiền kiếm được vào một tài khoản tiết kiệm và nhìn chung là không đụng đến đó. Tôi thích để tiền ở ngoài tầm mắt, như thế tôi sẽ không tiêu đến nó. Đôi khi, Simon sẽ chuyển tiền vào một tài khoản vãng lai riêng, được giữ ở mức 2.000 USD để chi tiêu hàng ngày. Simon sẽ tự thưởng cho bản thân nhiều hơn một chút vào ngày sinh nhật và ngày lễ, nhưng không bao giờ cho phép mình tiêu quá 15% thu nhập mỗi tháng. Mặc dù đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong thế giới tài chính, nhưng không phải lúc nào Simon cũng coi mình là một chuyên gia. Cô chỉ bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán trong thời kỳ suy thoái của đại dịch năm 2020. Cô cũng giữ tất cả quỹ khẩn cấp, tiền tiết kiệm và tiền hưu trí chỉ trong một tài khoản ngân hàng. Đối với việc quản lý tiền của chính mình, Simon thừa nhận Tôi nghĩ rằng có những ngày tôi làm việc đó khá ổn, nhưng tôi biết rằng có rất nhiều điều cần học hỏi mỗi khi bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời. Cách tiêu tiền Dưới đây là cách chi tiêu của Simon kể từ tháng 1 năm 2022. Thuê nhà 3.850 USD, trả trước một năm, bao gồm wifi, nước và chỗ đỗ xe. Di chuyển 215 USD, bao gồm bảo hiểm xe hơi và khoảng 20 USD để sạc chiếc xe điện Tesla. Thú cưng, 200 USD chi cho thức ăn và trải lông cho chó. Chi tùy thích, 182 USD bao gồm mua sắm, giải trí và đồ gia dụng. Thực phẩm, 165 USD cho hàng tạp hóa và ăn tối. Bảo hiểm y tế, 100 USD trả trước một năm. Tiện ích, 43 USD tiền điện, sửa. Dịch vụ, 24 USD cho ứng dụng thiền hay hào, nền tảng xem phim Hulu và thời báo Journey W.Joptham. Thu nhập của Simon dao động mạnh từ 12.000 USD đến 150.000 USD mỗi tháng. Vì vậy, cô lên kế hoạch trước cho những khoản chi tiêu lớn. Chẳng hạn, cô đã trả trước một năm tiền thuê nhà khi chuyển đến. Cô cũng trả tiền bảo hiểm y tế một năm một lần và bảo hiểm xe hơi 6 tháng một lần. Mặt khác, Simon giữ cho ngân sách chi tiêu khá eo hẹp. Vào tháng 1, cô đã chi 182 USD cho mua sắm và giải trí, 165 USD cho thực phẩm chủ yếu là hàng tạp hóa từ Whole phút và 24 USD cho một số gói đăng ký. Với lịch trình bận rộn, việc dành thời gian cho sức khỏe và thể chất là điều rất quan trọng. Simon thích đi bộ đường dài, tập yoga và tập thể dục ngoài trời, đó là lý do chính khiến cô chuyển đến LA cô tập thiền mỗi sáng, bất cứ ở đâu, trong thời gian từ 15 phút đến 2 giờ để giữ vững tinh thần và sự tập trung mừng tin rằng việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải tốn kém, tôi không muốn trở thành người chi hàng nghìn USD cho việc chăm sóc sức khỏe, bởi vì có thể làm điều đó miễn phí tại nhà. mừng rất ít khi vung nhiều tiền, nhưng không phải là không có. Gần đây, cô đã tự thưởng cho mình và mẹ một chuyến du lịch 7 ngày tại một khóa tu chăm sóc sức khỏe. Trở thành triệu phú, năm 2022, mừng kiếm được 1 triệu USD từ các giao dịch thương hiệu, quan hệ đối tác, diễn thuyết và tiền lãi khi đầu tư vào các công ty Simon biết rất rõ rằng khi phụ nữ trẻ thành công trong công việc, họ thường không nhận được tiếng tăm như các đồng nghiệp nam. Nhưng chính điều đó càng khiến cô muốn nói nhiều hơn về thành tích của mình. Cô muốn xóa bỏ định kiến rằng phụ nữ trẻ, thành đạt, kiếm được nhiều tiền là khoe khoang. Cột mốc triệu đô cũng mang nhiều ý nghĩa cá nhân. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Tôi và gia đình đã đi một chặng đường dài và tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Nhìn về phía trước, Simon đã không thể đoán trước cuộc đời cô sẽ thay đổi như thế nào kể từ ngày đầu tiên bước lên sàn giao dịch chứng khoán DWZ. Nhưng cô vẫn có những kế hoạch lớn phía trước để thu hút các dự án mới cho mình và đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp hơn. Với những bước ngoặt trong sự nghiệp cho đến nay, thật khó để cô hình dung về cuộc sống sẽ như thế nào trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nhưng trước mắt, cô hy vọng sẽ có một tài sản đầu tư ở Florida và có thể là một ngôi nhà của riêng mình ở đâu đó. Ngoài ra thì tôi không biết nữa, nhưng tôi rất hào hứng được nhìn lại bản thân mình sau năm đến 10 năm tới và xem lúc đó mình đang ở đâu. Biết đâu lại đang tranh cử Tổng thống.